Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị các bạn đến với ngữ văn lớp 11 tập 2 bộ sách Trên Trời Sáng Tạo, trang số 24, đọc mở rộng theo thể loại Kiến và Người, Trần Duy Phiên. Lược dẫn, người bố đề nghị cả gia đình dọn ra ngoài ô, phá rừng, dựng nhà, canh tác. Qua một vụ mùa, họ phát hiện ra đàn kiến tấn công vào nhà sau khi thất bại trong việc nhờ công ty bảo vệ vật nuôi, cây trồng, tiêu diệt đàn kiến. Gia đình đành phải tự đối phó với đàn kiến đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc chiến giữa kiến và người để giành lại đất bắt đầu. 6. Trưa, bố cháu nuốt không hết chén cơm, rảo quanh nhà, bố nhìn bốn phía vườn, mong mỏi tìm đường ra, thoát về bắc, ngược lên núi, thoát về đông, vượt đồi, rồi gặp suối. Về nam, toàn rẫy với rừng thưa, bọn kiến mai phục khắp nơi và bố cháu cũng không xác định được chúng đổ quân theo hướng nào. Nên thoát về Tây, nơi có quốc lộ ngang qua, sau cùng, bố đành chọn như thế. Nếu bọn kiến có bay theo, may ra bố con nhà cháu còn vớ được ô tô, từ quốc lộ vào nhà cháu không có đường quy hoạch, chỉ những lối mòn tùy tiện, những lối ấy nay rợp tán cây, màu đất bị phủ bởi sắc kiến đen ánh. Bố thở dài, quay vào nhà. Bố hỏi những đôi giày vài ngày còn ở thị xã đâu, bố hỏi đến thùng dầu hôi. Mẹ lôi can nhựa dưới gầm giường cho bố xem, bố chớp mắt, buồn, cúi xuống. Lượng dầu ít ỏi không đủ dùng cho ý đồ của bố, mẹ đặt can dầu vào chỗ cũ, hai người ngồi im. Bố cháu ôm đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi đảo mắt qua nhà. Cái mùng, bố hét lên, bốn người, bốn góc, hai đứa nhỏ, giữa mùng, mà thoát. Bố nhảy lên giường, giật đứt tang mùng, mẹ van, không được, thứ ấy chỉ cản ruồi, ngăn mũi, quá lắm là ong. Đằng này bọn chúng từ dưới đất lên trên, bò ngang, phóng dọc, đủ cả, chỉ có cách bay mới thoát, mà mình không có cánh, mẹ chép miệng, thở dài. Bố xuống giường, ngớ ngẩn, cháu ngồi bó gối nghĩ đến loài chim, thằng em cháu ra giếng, chưa tắm, vội trở lại, nó báo tin bọn kiến đã vào tới giếng. Bọn chúng buộc cả nhà ta phải chết khô, bố nhận định, bước ra hiên. Chú thích chân trang số 1, tao mùng. Mùng, màn tre, chống mũi, tao mùng, nghĩa là dây màn. Hết chú thích trên trang số 1. Cháu theo sát bên bố, từ thành miệng đến sân giếng lúc nhúc những kiến. Một đám đang bò lên cần kéo nước, chúng theo đà ngang ra tới cây dọc, xuống tận gầu. Mũi tấn công này khiến bố mẹ cháu tái mặt đi. Sự đe dọa đời sống đã cận kề, bố ra lệnh tất cả vào nhà, chốt chặn cửa lại. Mẹ soạn ra mớ quần áo cũ, lục loại những rẻ, những bao, bố soi đèn tìm ngóc, hang, ngạch, kẽ và anh em cháu ra sức bít kín. Công việc này khó khăn như chặn nước thấm qua cát. Bố cháu phát hiện nhiều đường giao thông kiến đào xuyên móng. Chúng cháu thay nhau đái vào các nơi ấy, rồi dùng búa tán bằng mặt. Còn bên ngoài, đầu vách, mái nhà, làm sao? Cản gió dễ hơn ngăn kiến, gió không mắt, thổi có hướng. Đằng này bọn kiến di chuyển tứ phía, biết len lách và tập trung vào mục tiêu. Nghĩa đến đó, cháu thử người ra, da rợn gai. Mẹ tỉnh táo cho đến khi nấu xong nồi cơm tối, chợt nghe gà oác trái sau. Mẹ hốt hoảng co rúm người rồi ngã sấp lên nền nhà. Sợ hãi của mẹ lan sang lũ em rất nhanh. Bố sửng sốt đứng nhìn, gà lại kêu tháo lên như những lúc bị chồn đuổi. Cháu nhận rõ tiếng đập cánh, rồi đồ chừng chúng chạy tán loạn ra vườn. Bố cố hết sức mới dỗ được mẹ và lũ cháu ăn cơm. Sau đó gom hai cái giường ra gian giữa. Bố động viên mọi người lên giường. Đích thân bố rờ rẫm, tấn kỹ từng góc mùng. Tự dưng cả nhà không ai dám hé một tiếng, y như sợ bọn kiến bên ngoài nghe. Gần sáng, heo từ nhà bếp kêu thét, rồi chúng phá chuồng chạy rầm rập. Ban đầu, chúng quần đảo quanh nhà, rồi như cùng đường chúng tháo chạy ra đường. 7. Ngoài trời sáng rất lâu, trong nhà mới sáng. Cháu đoán chắc như thế. Đêm vừa qua cháu ngủ khá đầy giấc, mở bừng mắt, cháu nhắm lại ngay. Cả nhà vẫn nằm yên ở trên giường, không ai muốn trời sáng. Đêm đã nhấn chìm bọn kiến vào bóng tối và vận hồi sức cho cả nhà. Riêng bố không hoàn toàn được như vậy. Đầu hôm bố trở mình hoài, nửa đêm về sáng, bố mới nằm im. Bố cháu vén mùng ra trước. Bố đi lại xó cửa, đái xè xè, sau đó lặng im.
Cháu xoay người nằm nghiêng và thấy bố cứ đứng ì một chỗ, ngửa mặt tứ phía. Cháu là người thứ hai ra khỏi mùng. Mắc tiểu, cháu cũng muốn đến xó cửa, nhưng khi hiểu vì sao bố có bộ tịch ấy, cháu run lên. Bọn kiến đã vào khắp nhà, chúng bám theo đòn tay, rui mè, vân vân, vẽ nên những ô vuông. Từ nóc, chúng lần theo cột, dọc vách, hàng trăm dòng kiến đen như nước ấy, như nước nhẻo. Đầu mấy mối dây treo mùng, tốt tiền sắt nhớn nhác chạy đi chạy lại. Vùng an ninh cho gia đình rút lại hai chiếc giường và mấy khoảnh nền xa chân cột, xa móng. Bàn thờ, tủ áo, bồ lúa, bồ mì, thùng đậu, đống khoai vân vân đều nằm dưới sự kiểm soát của chúng. Bố cháu ra lệnh mặc thêm quần áo, nhiều lớp càng tốt. Lúc này kiếm cho được một người hai bộ rất khó. Bố ra lệnh xé cả hai cái mùng và mền ra thành từng dải, rồi quấn vào chân, vào tay, vào mặt, vào cổ, chỉ chừa hai con mắt. Bố quấn cho mẹ xong, không còn rẻ cho bố. Mẹ khóc, đòi tháo ở hai cánh tay để quấn chân cho bố. Chú thích trên trang số 1, tiền sát có nghĩa là đi trước quan sát. Hết chú thích trên trang số 1. Bố không chịu, mẹ cháu lại khóc, lũ cháu khóc theo. Mẹ cháu đứng lên rút hai cái bao tời chặn ở cửa bếp xuống, lao đến bổ lúa. Bố cản lại, còn người còn của, bố nói, hai lòng mắt rận đỏ như ngập máu. Mẹ ném trả cái bao, trở lại bên lũ cháu. Bố cúi xuống gầm giường, lôi can dầu hôi ra, lắc lắc, đặt giữa nền nhà. Bố tự xé áo mình đang mặc, tháo một cây thanh giường, cuốn vào rồi cẩn thận tẩm dầu. Còn lại một ít, bố chút ra tay, bôi khắp từ bàn chân cho đến bắp đùi. Chưa rõ bố sẽ làm gì, nhưng nhìn bố với cái quần xả lỏn, thân trên gần như trần trụi, mẹ run cầm cập. Bố bảo mở cửa. Cháu dùng chân đạp mạnh, hai cánh bung ra, ánh sáng ùa vào, cả nhà kêu rú lên. Kiến từ bóng tối ngồn ngộn trồi lên, bọn chúng đâm gấp đông gấp triệu lần cháu tưởng. Chạy! Bố thét. Mẹ và lũ cháu ra tới hiên, dừng lại. Từ cây đến cỏ, không nơi nào là không có kiến. Bố ra tới hiên, bật lửa châm vào cây thanh dường cuốn rẻ. Bố ngần ngại một tí, rồi ốp ngọn lửa vào mái danh. Mẹ xông trở lại, níu cứng tay bố. Chạy đi! Bố thét lên, gỡ tay mẹ và lao ra trước. Ban đầu, bố cháu bước chậm, vừa đi vừa dùng lửa thui kiến mở đường, nhưng không vạch được một kẽ chỉ. Kiến bám theo chân bố, leo lên. Bố ném cây lửa vào đống rơm ở giữa bốn gốc thông già. Quay lại, bố ôm lấy con út, đôn lên vai, khom mình, chạy. Chúng cháu đạp lên bất cứ cái gì, lao theo. Mẹ cháu ra tới đám cà phê, vướng cảnh, ngã ủi. Cháu quay lại đỡ mẹ, Kiến bu kín hai mẹ con cháu. Mấy lần, cháu đưa tay vóc mắt cho mẹ, rồi lại vóc mắt cho mình. Mẹ cứ nói không sao, nhưng mỗi lúc một chậm, hơi thở nặng dần. Băng cuốn cổ, cuốn chân tuột, mẹ thêm lúng túng, vượt qua đám mì, mẹ cháu lại ngã. Chưa kịp đỡ dậy, mẹ đã ôm mặt kêu thét lên, Kiến rúc vào mắt. Cháu cõng mẹ, lao như bay. Tới bờ rào, cháu không đủ sức vượt lên. Bên kia, bố cháu trở lại, bố đưa hai cánh tay bám đầy Kiến rướm máu, rước mẹ. Cháu leo qua bờ rào, mắc chân vào dưới kẽm, giật không đứt, gỡ không ra. Kiến cánh tứ phía lao tới, cháu dùng miệng cắn mối buộc tháo chạy. Cái chân phải cháu có hồi sưng tấy lên là vì thế. Ra tới quốc lộ, kiểm điểm lại, gia đình đủ cả, bố cháu ra lệnh cởi bỏ áo quần và các thứ ném ra xa. Mẹ cháu và em gái cháu xin giữ lại lớp trong. Hai anh em cháu muốn lột sạch, nhưng mẹ buộc giữ lại cái quần đùi và áo may ô, còn bố chẳng có gì để cởi ngoài cái quần xà lòn. Trong khoảnh khắc ấy, cháu nhìn về hướng đông, lửa leo tót nóc nhà. Ngay chỗ đống rơm, một cột khói đen, ngọn thông vươn lên trời cao trong xanh. Gió mang lửa đi khắp vườn, lan ra rẫy. Gia đình cháu vừa giết kiến, còn rải rác trên mình, vừa chạy về hướng thị xã. Chú thích chân trang số 1, vóc mắt, lau, chùi mắt. Hết chú thích chân trang số 1. 8. Mẹ cháu bây giờ đã mất. Người ta nói mẹ bị bệnh sốt xuất huyết, nhưng cháu không tin. Lớn thêm một tuổi, cháu không tin hơn nữa. Mẹ cháu chết vì nọc kiến. 3 lần bị kiến phủ, đủ lượng độc khiến tim mẹ thôi đập. Mấy bữa, cháu đấm cửa bác sĩ trưởng khoa bày tỏ như thế. Nhưng ông ấy có nghe cháu đâu. Ông bảo chưa có sách vở nào nói tới. 3 hôm sau cuộc tháo chạy, cháu theo bố trở lại nhà. Nói cho đúng là trở lại rừng. Nhà không còn nữa. Thế mà, khi ra đi,
mẹ cứ mong ngóng vẫn còn. Từ xa nhìn tới, nhà cửa vườn rẫy cháy sạch, một bãi hoang cho than mênh mông. Lâu lâu gió xoáy hình thành một cột bụi cao giật giờ lướt trên đầu ngọn cây cánh rừng đông bắc rồi khuất vào eo núi. Trên mỗi bước tháo chạy, trừ mẹ, bố và lũ cháu đều mong đám cháy lan tỏa như thế. Cháu bật khóc, bố cháu đứng trên nền nhà cũ cười đến vỡ họng, trào nước mắt. Thắng một trận lớn, tan hoang cửa nhà. Một đời bố có thua ai? Cháu nhớ mẹ, nhớ lại lời mẹ, cúi xuống mong tìm thấy một đám xác kiến nơi nào đó, nhưng toàn cho than. Cháu dùng cuốc cố công đào một hàng mì, củ không còn, chỉ thấy xác kiến bị hầm chín bầy nhầy với bột nhão. Cháu chạy ra đám khoai, đám chuối nước, vân vân, cũng thế cả. Cua góp được mấy cái tô ám khói, một ít vật dụng bằng sắt, cháu mang về. Gia tài còn lại chưa đủ nặng hai vai. Bố cháu đã sai lầm. Bố cháu đào một con sông ngược vào núi. Bố đi từ cái sai này đến cái sai khác. Bố ở trên thuyền, và con thuyền nổi trôi trên dòng sông của bố. Nhưng bố là chồng, là cha, và bố cứ tin vào con mắt sâu thẳm của mình, quên hẳn cuộc đời. Bề dày cuộc đời chưa có ánh sáng nào xuyên tới. Khi nhận ra được điều đó, bố cháu đủ thành người điên thật sự. Con tum, ngày 23 tháng 2 năm 1989, in trong tạp chí Đất Quả, số 65, tháng 9, 10, 1990, trang 13 đến trang 25. Hướng dẫn đọc: 1. Liệt kê các sự kiện chính trong văn bản và cho biết những dấu hiệu nào giúp bạn nhận biết kiến và người là một chuyện ngắn. 2. Câu chuyện được kể từ ngôi kẻ nào, qua điểm nhìn của ai? Theo bạn, việc sử dụng ngôi kẻ điểm nhìn như vậy có tác dụng gì trong việc thể hiện chủ đề, thông điệp của tác phẩm? 3. Chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt trong cách ứng xử của bố cháu so với mẹ cháu, cháu, em cháu trước cuộc tấn công của bầy kiến. 4. Phân tích ý nghĩa của hình tượng bầy kiến và nhận xét về cách đặt nhan đề của tác giả. 5. Nhận xét vai trò của tưởng tượng hư cấu trong truyện ngắn Kiến và Người. 6. Chuyện đã mang lại thay đổi gì trong nhận thức của bạn về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên? Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học là kiến thức văn học không bị xuyên tạc. Trân trọng mến chào.